Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 1 tháng 3 của năm 2021. Chúng ta đang có những ngày khí hậu rất tốt và việc tiêm chủng đang tiến hành cũng tốt đẹp. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ đẩy lùi được đại dịch COVID-19. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe tốt. Sau đây xin gửi đến quý khán thính giả một số các tin tức về Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý như sau. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ giảm mạnh. Thời tiết lạnh kinh hoàng đã tàn phá hệ thống nước cũ kỹ ở miền Nam Hoa Kỳ. Kỳ thị người gốc Á dâng cao ở Mỹ, nguyên do tại đâu? Thưa quý khán thính giả, đây là một tin vui cho chúng ta, đó là đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh trong những tuần vừa qua. Bản tin nói rằng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm mạnh trong tuần rồi. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã đưa tin hôm 25 tháng 2 cho biết như vậy. Đây có thể là dấu chỉ cho thấy những điều kiện kinh tế cải thiện trong lúc số ca nhiễm COVID cũng sụt giảm. Chính phủ cho hay là có khoảng 730.000 người đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, giảm từ 111.000 con số của tuần trước. Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn đang phải đối mặt với những khó khăn khi mỗi ngày vẫn có hàng chục ngàn người nhiễm COVID-19, dù số ca nhiễm mới đã giảm mạnh trong 3 tuần vừa qua xuống dưới 100.000 ca một ngày, từ con số cao hơn nhiều tháng. Mỗi ngày có khoảng 1.5 triệu người Mỹ được tiêm ngừa vaccine và công tác tiêm chủng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Tuy nhiên thì các chủ doanh nghiệp vẫn còn phải đối mặt với lệnh từ các giới chức địa phương cũng như tiểu bang, hạn chế giới hạn hoạt động thương mại hay là giới hạn số khách hàng có thể phục vụ một lúc để ngăn virus lây lan. Trong nhiều tháng thì số người xin trợ cấp thất nghiệp vẫn trên mức 700.000 người một tuần, có khi lên đến trên 800 hoặc là 900.000. Tổng cộng số đơn hàng tuần vừa qua trong vài tháng qua ở dưới mức kỷ lục 6.9 triệu người của hồi tháng 3 năm ngoái khi đại dịch bùng phát tại nước Mỹ. Hiện nay thì gần 10 triệu trong số 22 triệu công nhân thất nghiệp vì đại dịch vẫn chưa có công việc làm trở lại. Và các chủ nhân của người Mỹ đã gọi hàng triệu nhân công đi làm trở lại, nhưng những người bị cho nghỉ khi các doanh nghiệp bị đóng cửa vào năm 2020 vẫn chưa được trở lại hoàn toàn. Tuy nhiên thì một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề hoặc là đóng cửa vĩnh viễn hoặc là mở cửa lại một phần nào với sự chậm chạp khiến cho người lao động khó khăn để đi tìm việc. Mỹ hiện nay báo cáo có khoảng 500.000 người chết vì virus, tức là trên 500.000 người chết vì virus và có trên 28.3 triệu người bị nhiễm COVID. Cả hai con số trên cho chúng ta thấy là đều cao hơn bất cứ một quốc gia nào khác trên thế giới. Và thưa quý khán giả, bản tin kế tiếp nói đến việc Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược lệnh ngưng cấp thẻ xanh của cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuần vừa qua đã thu hồi lệnh Tổng thống tiền nhiệm chặn hồ sơ xin thẻ xanh để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh cấm hồi năm ngoái, viện lý do là cần bảo vệ người lao động Mỹ trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp gia tăng do đại dịch COVID-19. Tổng thống Biden đã bác bỏ lý do đó trong một tuyên bố hủy lệnh cấm thị thực hôm thứ Tư tuần vừa qua. Tổng thống nói rằng biện pháp đó đã ngăn cản các gia đình đoàn tụ tại Hoa Kỳ và làm tổn hại các doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden cam kết đảo ngược một số chính sách nhập cư cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump. Trong những tuần gần đây thì những người ủng hộ người nhập cư đã hối thúc Tổng thống Joe Biden hủy bỏ lệnh cấm thị thực vốn đã được ấn định sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Nhưng Tổng thống Joe Biden đã duy trì một lệnh cấm khác đối với hầu hết lao động tạm thời. Hồi tháng 10 năm ngoái thì một thẩm phán liên bang ở tiểu bang California đã chặn lệnh cấm của cựu Tổng thống Donald Trump đối với những công nhân di trú nước ngoài do tác động của lệnh cấm đối với hàng trăm nghìn doanh nghiệp Mỹ sau khi các doanh nghiệp này chống lại chính sách
Trong khi đó thì ông Curtis Morrison là một luật sư chuyên về các vấn đề nhập cư có trụ sở tại California, đại diện cho những đối tượng của lệnh cấm, thì cho rằng giờ đây Tổng thống Biden sẽ phải giải quyết số đơn ghi danh chồng chất mỗi ngày vì bị dồn lại trong nhiều tháng do đại dịch COVID-19 đã đóng cửa hầu hết các đơn các cái dịch vụ xử lý giải quyết cái thị thực của Bộ Ngoại giao. Luật sư Morrison nói quá trình này có thể kéo dài tới nhiều năm. Ông Morrison đã phá vỡ hệ thống nhập cư. Bộ Ngoại giao không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters nói trên. Và bước sang một bản tin khác, trong một hai tuần lễ vừa qua, chúng ta đã nghe nói đến bão tuyết lạnh ở Texas và một số các tiểu bang miền Trung Tây, miền Nam nước Mỹ. Và những thời tiết lạnh này đã tàn phá hệ thống về dẫn nước cũng như dẫn ga cũ kỹ ở nhiều tiểu bang. Trời lại nắng và băng đá đã tan, nhưng hơn một tuần sau đợt lạnh sâu đến mức đóng băng ở khắp miền Nam nước Mỹ, nhiều cộng đồng vẫn còn đang phải vật lộn để cấp nước sạch cho người dân. Trong nhiều năm thì các chuyên gia đã cảnh báo cần phải nâng cấp các hệ thống cấp nước đã cũ kỹ và thường bị bỏ rơi. Giờ đây sau khi thời tiết băng giá làm nứt đường ống và đã làm hư hại nhiều khu vực, làm đóng băng các thiết bị và hàng triệu người dân đã bị mất nước, rõ ràng là có rất nhiều việc cần phải làm lúc này. Các gia đình đứng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để có được nước uống. Họ đun sôi lên cho bảo đảm an toàn để uống nước hoặc là đánh răng. Họ xúc tuyết và để nó tan trong bồn tắm. Các bệnh viện đã phải chất chiêu từng xô nước để dội nhà vệ sinh. Ông Brian Crawford là giám đốc hành chính của hệ thống y tế Wallace Neston ở thành phố Shreveport, miền Tây Bắc của tiểu bang Louisiana đã nói: bạn sẽ không nhận được, hay nói một cách khác, bạn sẽ không ý thức được là mình dùng nhiều nước thế nào cho đến khi không có nước. Ở thành phố hiện nay thì chỉ có một bệnh viện có nước trở lại như bình thường hôm 24 tháng 2. Người ta đã đưa xe bồn đến cung cấp nước cho bệnh viện từ hồi tuần trước. Và thưa quý khán thính giả, nói đến vấn đề này thì cho chúng ta có một cái sự nhận xét là các vấn đề về ống nước cũ kỹ, có những ống ga cũ kỹ ở các tiểu bang miền Nam đã xảy ra và cho thấy có nhiều điểm yếu và bất cập. Tại sao vậy? Nhiều hệ thống nước có các đường ống cũ kỹ đến hàng chục năm hay nhiều hơn nữa, giờ đây mỏng manh và dễ bị vỡ. Sự ra đi của những người da trắng, tức là những người dân da trắng, làm giảm đi nguồn thu thuế ở một số các thành phố, và việc thiếu đầu tư đã khiến cho các vấn đề trở nên phức tạp hơn, tốn kém hơn khi phải đối diện với mùa đông lạnh giá. Nhiều hệ thống ở miền Nam nước Mỹ được xây dựng không tính đến nhiệt độ thấp như hiện nay xảy ra trong tuần vừa qua, nhưng với sự biến đổi khí hậu được dự báo là sẽ dẫn đến thời tiết khắc nghiệt hơn. Những vấn đề như đã thấy một hai tuần trước có thể còn tiếp tục xảy ra nữa. Một cuộc khảo sát vào năm 2018 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ ước tính là cần tới 470 tỷ Mỹ Kim trong 20 năm để duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng về nước cũng như hệ thống ga. Trong một báo cáo vào năm 2020, thì Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ cho biết trung bình cứ 2 phút lại có một công trình dẫn nước bị vỡ ở Hoa Kỳ, và mô tả rằng sự thiếu đầu tư là một tình trạng kinh niên và kéo dài. Báo cáo đã cảnh báo là sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế quốc gia sẽ gặp rủi ro. Riêng thành phố Jackson ở tiểu bang Mississippi là nằm trong số những nơi bị nặng nhất. Thành phố Jackson là thủ phủ của tiểu bang Mississippi đã phải vật lộn để khắc phục hệ thống vừa điện vừa nước bị hư hỏng, với hàng nghìn người vẫn đang phải đối mặt với tình trạng mất điện. Ở thành phố Memphis của tiểu bang Tennessee, thành phố này có khoảng 650.000 người. Và trong tuần vừa qua thì người ta khuyến cáo cư dân đun nước và giữ cho nó sôi trong vòng 3 phút nếu họ định dùng để ăn uống hoặc là đánh răng. Đã có hơn 40.000 người ở tiểu bang Louisiana
lúc này vẫn còn bị mất nước tính đến chiều ngày 24 tháng 2 vừa qua. Và hàng trăm nghìn người khác vẫn thuộc diện cần phải đun sôi nước để mà sử dụng. Thì tại sao? Vì không có nước. Riêng ở tiểu bang Texas thì đã có hơn 2 triệu người hiện vẫn trong diện cần phải đun sôi nước tính đến ngày 26 tuần vừa qua, và 40 hệ thống nước công cộng không hoạt động được. Và như vậy đã ảnh hưởng đến khoảng 25.000 người. Khi vấn đề lên đến đỉnh điểm hồi tuần trước thì ít nhất đã có 7 triệu người ở tiểu bang Texas đã được khuyên hãy đun sôi nước. Khuyến cáo này cuối cùng đã được dỡ bỏ hôm 21 tháng 2 ở thành phố Houston, nơi mà hàng triệu người đã bị mất điện và mất nước. Và chúng ta biết là thành phố Houston là thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng trên khắp miền Nam nước Mỹ trong 1-2 tuần vừa qua, thì người dân đã mở vòi nước và cứ để nước chảy để ngăn đường ống bị đóng băng. Nhưng nhu cầu gia tăng đã tạo thành gánh nặng lớn lên các hệ thống vốn đã gặp khó khăn, và nước chảy yếu cũng đồng nghĩa là người dân vẫn cần phải tiếp tục đun sôi nước cho đến khi có hệ thống mới. Đó là một điều không tưởng tượng được ở ngay tại nước Mỹ của chúng ta, thưa quý khán thính giả. Và bản tin còn cho biết thêm mà chúng tôi nhận thấy đây cũng là một cái điều đáng lo ngại. Tại sao các thành phố này bây giờ không có đủ tiền để mà có thể đầu tư mới vào các ống nước và các ống điện? Các đường ống cũ kỹ ở trong thành phố từng bị vỡ sau khi có thời tiết lạnh, nhưng vì tiền thu thuế ngày càng giảm, như là thành phố Jackson của tiểu bang Mississippi mà vừa nói đến ở phần trên, đang phải chật vật trong việc duy trì cơ sở hạ tầng. Và trong thời gian qua thì rất nhiều gia đình người da trắng giàu có đã chuyển đến các vùng ngoại ô của thành phố Jackson. Họ mang theo tiền thuế vì họ không ở trong thành phố nữa. Và giờ đây hơn 1/4 cư dân ở thủ phủ của tiểu bang này, tức là tiểu bang Mississippi, đa số là người da đen sống trong cảnh nghèo đói. Ông James Williams, 67 tuổi, đã không có nước tại nhà của mình trong 8 ngày vừa qua. Ông cho rằng vấn đề về nước của Jackson là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Ông nói, những người đóng thuế giàu có đã đi rồi, vì vậy họ bỏ lại thành phố Jackson để chịu nhiều sự đau khổ. Nhân viên của bộ phận công trình công cộng đã nghỉ hưu nói tiếp, đó là ông Jackson Williams đó. Đó không phải là mối quan tâm của họ, vì họ không còn sống ở đây nữa. Và vẫn theo lời ông William, với tỷ lệ phiếu áp đảo thì hồi năm 2014, các cử tri đã chấp thuận tăng thuế doanh thu thêm 1% để có tiền cho việc sửa chữa cơ sở hạ tầng. Nhưng 15 triệu đô la huy động được mỗi năm từ vấn đề tăng thuế 1% chẳng thấm vào đâu so với những gì mà thành phố Jackson cần. Thị trưởng của thành phố này là Chucky Antalulumba đã cho biết là cần có gần 2 tỷ Mỹ Kim để có thể hiện đại hóa được hệ thống nước của thành phố Jackson. Bản tin nói đến thành phố này vì đây là một thành phố điển hình cho những gì đang xảy ra ở các tiểu bang và thị trấn lớn nhỏ ở miền Nam nước Mỹ, thưa quý vị. Bước sang một bản tin khác liên quan đến vấn đề kỳ thị người gốc Á đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Và câu hỏi được đặt ra là lý do tại đâu? Trước tình trạng hành động kỳ thị nhằm vào cộng đồng gốc Á ở Mỹ gia tăng, có người gốc Việt cho rằng đó là hậu quả của luận điệu kỳ thị của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng cũng có những người cho rằng đó là do trình độ nhận thức của người kỳ thị. Một loạt các cuộc tấn công gần đây nhắm vào người Mỹ gốc Á đã một lần nữa đặt nạn kỳ thị ở Mỹ vào tâm điểm chú ý trong bối cảnh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đang leo thang và hố chia rẽ sắc tộc ngày càng lâu lâu. Kể từ khi đại dịch bùng nổ vào mùa xuân năm ngoái, người Mỹ gốc Á đã phải đối mặt với bạo lực kỳ thị với tỷ lệ cao hơn nhiều những năm trước. Tờ báo Time đã dẫn lời Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết các tội thù hận với động cơ là tâm lý bài người gốc Á đã tăng 1.900% ở thành phố New York trong năm 2020. Và trong một đoạn băng do máy thu hình an ninh ghi lại ngày 28 tháng 1,
Cụ Vicharatanapakidi, 84 tuổi, bị xô ngã xuống đất khi đang đi dạo ở thành phố San Francisco vào buổi sáng, và ông đã qua đời 2 ngày sau đó. Ngoài ra thì một bà cụ 64 tuổi người Việt bị hành hung và cướp ở thành phố San Jose. Một ông cụ 61 tuổi người Philippines bị người khác dùng dao rọc giấy rạch mặt trên tàu điện ngầm ở thành phố New York. Và thưa quý khán giả, người Mỹ đã rỉ tai nhau là mấy người này mang China virus. Từ thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, chị Lan Hoàng là một bà mẹ có 3 đứa con nhỏ và hiện đang phụ quản lý phòng mạch của chồng, đã nói với Đài Hoa về một lần chị bị hắt thổi từ sau khi mọi người nói về China virus. Theo lời chị thì chị thường đi tới đi lui giữa thành phố Phoenix, Arizona và Newport Beach, California, là một khu nhà giàu có ở tiểu bang California, nơi chị cũng có căn nhà và chị thường dẫn các con đi dạo ở bãi biển này. Đó là bãi biển Laguna Beach. Mà từ trước đến giờ, mười mấy năm, chị nói chị chưa gặp chuyện gì ở đó hết. Chị nói, lần đó tôi dắt 3 đứa con đi xuống dưới để ăn. Mấy mẹ con đang đi trên vỉa hè ở phố thì có một bà vô gia cư da trắng thấy mình đi qua. Bà lấy chai gì đó xịt trên vỉa hè và nói rằng mấy người này có China virus. Theo lời chị Lan thì lúc đó chị rất tức giận, nhưng vì có con đi theo nên không muốn đôi co. Chị nói các con tôi chứng kiến chuyện đó, tụi nó còn nhỏ, tụi nó không cần chứng kiến sự kỳ thị như vậy. Mấy đứa nhỏ hỏi tôi là tại sao bà đó làm như vậy, mình đâu có virus đâu má. Thì chị nói và cho biết là giải thích với các con rằng bà ấy có vấn đề tâm thần nên mình phải thông cảm và bỏ qua các con ạ. Khi chị biết được câu chuyện về ông cụ gốc Thái bị xô xuống đường đến chết thì chị Lan nói là chị rất tức giận vì mình đã ở thế kỷ 21 rồi mà còn xảy ra chuyện kỳ thị như vậy. Và sau lần đó chị giải thích cho các con hiểu sự kỳ thị là thế nào. Tôi đã nói với các con là sẽ có những người không hiểu tại sao họ lại ghét mình chỉ vì bề ngoài của mình thôi. Điều đó không đúng. Nếu sau này các con lớn lên mà thấy như vậy thì cần lên tiếng để bảo vệ những người bị kỳ thị. Thưa quý khán giả, đó là bản tin sau cùng nói về vấn đề kỳ thị hiện nay ở tại Hoa Kỳ, dành đặc biệt cho người châu Á. Một phần vì đại dịch COVID-19 phát xuất từ Trung Quốc, China virus mà thưa quý vị, như bản tin đã cho hay, chúng ta hiểu được một phần nào và cho chúng ta cũng thấy rằng quả thật nước Mỹ này, chúng ta đừng đơn sơ để nghĩ rằng nước Mỹ này không có kỳ thị quý vị nhé. May mắn mà quý vị đang nghe bản tin này thì chúng ta sống ở những khu vực có đông người dân tị nạn Việt Nam, như miền Nam California, như ở San Jose hoặc là những thành phố lớn khác như Houston. Đi ra xa hơn một chút nơi chúng ta cư ngụ thì chắc chắn có nhiều người họ đã nhìn chúng ta bằng con mắt không mấy thiện cảm. Chính cá nhân tôi năm 2019, khi chúng tôi đi xuống khu vực Galveston của Texas, chúng tôi 3 anh em thanh niên đàn ông lớn tuổi, chứ chả còn thanh niên gì nữa, đi vào một cửa hàng thì quả thật ánh mắt của những người da trắng ở đây họ nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm. Khu vực Galveston quý vị nhé, không xa thành phố Houston bao nhiêu, có lẽ 1.5 tiếng lái xe là cùng. Mời quý vị trở lại với Mai Tuấn sau phần thông tin thương mại và nghe thêm một số các tin về thế giới với những tin đáng chú ý như sau. Ireland đã thấy rõ bằng chứng là vaccine rất hiệu nghiệm. Nước Pháp liên tiếp đưa chiến hạm đến Biển Đông bất chấp sự phản ứng của Trung Quốc.